Dạ vâng, xin chào bạn ạ. Dạ vâng, chào bạn ạ. Hôm nay chúng mình sẽ làm bài test về gọi là phân biệt hình ảnh với cả đồ vật nhé. Bạn có thể nói đây là hai đồ vật này có giống nhau không nhỉ? À, hai con này y hệt nhau gì nữa. Dạ vâng, thì bạn có thấy sự khác biệt giữa hai con CPU này không? À, con này có vẻ con i9-12900KS là con CPU xịn nhất bây giờ đúng không? Ui, bạn nói quá chuẩn rồi đấy. Không phải là hai con giống nhau đâu. Dạ vâng, anh em không hề lầm đâu. Đây là hai con CPU khác nhau. Bên tay trái của mình đây là CPU i9-12900K. Còn bên tay phải, anh em có thể nhìn thấy dòng chữ này, Special Edition. Đây là chiếc CPU i9-12900KS. Đấy, thì Intel đảm bảo đây là con CPU chúa tể, con CPU tốt nhất, con CPU mạnh nhất mà anh em có thể mua. Vậy thì hôm nay chúng ta hãy cùng thử làm một video để test xem là em này nó có ngon như thiên hạ đồn thổi không nhá. Hãy cùng nói về sự khác biệt giữa hai con CPU này đi. Thì CPU i9-12900K và CPU i9-12900KS sẽ có cùng số nhân, số luồng, số cache, vân vân và vân vân. Nhưng mà mức xung thì đã tăng lên rồi, cả xung base và xung boost. Ở nhân P thì có thể cao đến mức là 5.5GHz, còn ở nhân E thì đã tăng lên là 4.0GHz rồi. Điều đó sẽ dẫn tới việc là mức điện tiêu thụ cơ bản của con CPU i9-12900KS này đã được tăng lên khoảng tầm 25W lên tới là 150W. Nhưng mà khi mà anh em chạy ở mức maximum ý, thì con CPU này chỉ tốn 241W, tức là tương đương với cả con 12900K thường. Vậy thì với cái sự khác biệt như vậy, với cái mức xung cao như vậy, mức điện cao như vậy, thì mức tiền sẽ sao? Nó đã tăng 150W so với cái MSRP, và đồng thời nữa chúng ta sẽ còn bị tăng lên khoảng tầm 5.4 triệu ở thị trường Việt Nam với con CPU 12900KS này. Và bây giờ hãy cùng thử đặt nó trong một bộ máy và xem nó có khác biệt gì nhá. Thì mình đang để nó trong kia rồi. Trong kia thì sẽ có đó chính là mainboard Z690 này, RAM 32GB này và một chiếc cảm hình RTX 3060 động cơ cộng với cả hệ thống tản nhiệt đến từ EK là một chiếc AIO 360 và một chiếc nguồn là 1000W để chạy tối đa cả trên cạc lẫn cả chiếc CPU luôn để xem nó như nào. Và hãy cùng bắt đầu bằng bài test của Cinebench đúng không ạ? Trong Cinebench R23 thì CPU i9-12900KS đã cao hơn về điểm đơn nhân là khoảng tầm 3%. Nhưng tuy chỉ có như vậy thì điểm đa nhân của nó lại tăng lên là 5% so với cả i9-12900K cơ. Điều này khá là bất ngờ. Có lẽ rằng là khi mà chạy tất cả các nhân thì mức xung của cả nhân E và nhân P đều ở một mức khá là đều, dẫn tới một sự tăng trưởng tương đối là tốt như vậy ở phần mềm Cinebench R23. Tiếp theo nữa sẽ là Fujitsu Bench với những phần mềm của Adobe. Thì trong Premiere Pro, CPU i9-12900KS này đã thắng 5% so với cả 12900K. Còn trong Photoshop thì là 8% động cơ. Và còn trong Blender thì 12900KS thắng chặt luôn, khoảng tầm 5% trung bình với tất cả các bài test của Blender. Nhưng mà với Corona Bench thì sao? Trong Corona Bench thì 12900K lại thắng khoảng tầm 5 giây so với cả 12900KS. Mình không biết tại sao, nhưng mà có lẽ rằng đây là do cái sự thiếu thương tích, sự gọi là quá là mới của chiếc CPU này, đồng thời với sự kết hợp chưa đồng đều của Windows và phần mềm nữa, khiến cho cái việc này đã xảy ra, khiến cho CPU i9-12900KS và 12900K có sự chênh lệch như thế này. Bởi vì mình đã check tất cả các thông số rồi, cả hai CPU đều chạy ở mức tối ưu nhất này, 100% này, tất cả đều ở mức xung rất ổn định này, mức nhiệt điện cũng rất bình thường này, và không hề bị thermal throttling một chút nào cả. Và nếu mà tính tất cả trung bình đúng không, thì mình thấy ở đây là 12900KS đã thắng khoảng tầm 4% so với cả 12900K trong những tác vụ làm việc. Vậy thì chúng ta phải đánh đổi những gì nhỉ? Thực ra là không hề nhiều đâu anh em nhé. Với mức điện đúng không, khi mà mình test thì mức điện trung bình cao nhất ý của 12900K là khoảng tầm 256W, tức là chỉ có 13W cao hơn so với cả 12900K thôi. Đó, vậy thì mức xung cũng đã được tăng lên tương đối rồi. Khi mà mình stress test, xung nhân P của 12900KS cao lên tới là 5.1GHz cơ, trong khi i9-12900K thường chỉ là 4.9 mà thôi. Còn với nhân E thì có thể boost lên tới là 4.0, trong khi của 12900K chỉ là 3.6. Đó, và một điều lạ kỳ ở đây là mặc dù là xung cao lên, điện cao lên, nhưng mà nhiệt lại giảm xuống anh em ạ, khá là lạ kỳ nha. Trong khi mà i9-12900K thường đạt được mức nhiệt là khoảng tầm 95 và nhiều lúc chạm tới là 100 độ C, thì i9-12900KS chỉ có đạt khoảng tầm 80 mấy độ C thôi, chạm mức của 90 độ C thôi, chứ không bao giờ đụng tới con số 100 cả. Thực sự rất là bất ngờ. Một phần cảm ơn vào chiếc tản nhiệt 360 của EK. Cái chiếc tản nhiệt này có thể cân được cả 12900KS và 12900K thường. Nhưng một phần nữa là cái nhân P và nhân E nằm trong chiếc CPU kia đều là những con nhân được lựa chọn tốt nhất, những con nhân gọi là tín chỉ nhất, những con nhân xịn nhất mà Intel đã chọn lọc để đưa vào trong chiếc 12900KS này, dẫn tới cái việc xung cao hơn mà nhiệt lại thấp hơn. Vậy thì với mức xung như vậy, với mức điện như vậy, với mức nhiệt như vậy, có bất kỳ sự tăng trưởng gì trong game không? Và
Câu trả lời này hơi khó để trả lời đấy. Thì với những tựa game mà mình test nhá, có Cyberpunk 2077 này ở mức setting là cao nhất, Ray Tracing Ultra, mức GTA 5 với mức setting highest cũng là cao nhất luôn. Hitman 3 cũng ở mức cao nhất này, Assassin's Creed Odyssey cũng ở cao đến vô cùng luôn này. Và vân vân. Mình test thì đều ra mức FPS ngang nhau giữa hai con CPU này. Chỉ chênh lệch khoảng tầm 1 hoặc 2 FPS thôi, tùy vào các tựa game. Có vài tựa game thì mức FPS 1% nó cao hơn một chút ở 12900KS, là ví dụ như là ở Hitman 3 chẳng hạn. Nhưng còn đâu thì tất cả đều tương đương nhau. Trừ CSGO ra, CSGO thì hơi lạ một chút, 12900KS lại đem ra một mức FPS thấp hơn so với cả 12900K. Có khả năng là tại vì ở đây anh kỹ thuật của chúng mình đã gọi là vẫn giữ bật phần mềm Corona Bench ở đằng sau nên khiến cho cái việc FPS bị giảm thụt hơn một chút. Nhưng mà điều này thì nó cũng không quá quan trọng, tại vì cái mức FPS ấy nó chưa đạt đến mức khoảng tầm 10%, và khi mà anh em chơi ở tựa game ở mức gọi là 360 FPS ấy thì gần như những sự giảm nhỏ như thế nó không hề nhận ra một chút nào cả. Để kết luận thì con CPU i9-12900KS này có một mức hiệu năng làm việc cao hơn so với cả i9-12900K, khoảng tầm từ 4-5%, có thể cao lên tới là 8%, ví dụ như là trong Photoshop chẳng hạn. Còn với gaming thì con CPU i9-12900KS này nó sẽ cao hơn i9-12900K, nhưng mà có vẻ như là không quá là nhiều, và khá là khó để nhận ra khi mà hai con CPU này đều đem một mức gọi là hiệu năng rất là cao như thế. Đặc biệt là như là CSGO này, như là Hitman 3 này, 200, 300, 400 FPS, sao mà anh em có thể nhận được cái khoảng cách khoảng tầm 1-2% được, đúng không ạ? Đó. Nhưng mà nếu mà anh em mua con CPU i9-12900KS này, mức giá hiện tại của nó là 20.999.000 nhá, thì anh em đang được mang danh là người mang sở hữu một con CPU xịn nhất, chúa tể nhất, bởi vì đây là con CPU được chọn, con CPU tuyển chọn của Intel, có những cái gọi là tinh hoa mới nhất của Intel đang nằm trong con CPU i9-12900KS này. Xung cao này, mức nhiệt độ thấp này, đó, thấp hơn cả 12900K nhá. Nếu mà anh em hứng thú với sản phẩm này thì đây là một sản phẩm cực kỳ là tốt luôn, rất là đáng mua trong thời điểm hiện tại nếu mà anh em muốn sở hữu một bộ máy chúa tể luôn. Còn nếu mà anh em nào mà không muốn gọi là chi quá nhiều tiền ý, thì những con CPU của dòng 12 khác của Intel ấy nó vẫn rất là tốt nhá. Nếu mà anh em chỉ chơi game thì 12600K là con CPU cực kỳ là tuyệt vời. Còn nếu mà anh em muốn tối ưu hóa về mức giá tiền của bộ máy này, đồng thời là kể cả gọi là những cái con RAM, con CPU, con main, thì ví dụ như là i7-12700K hoặc là 12900K cũng là lựa chọn rất là tốt khi mà mức giá của nó đã rất là mềm so với cả thời điểm ra mắt rồi. Còn nếu mà anh em cảm thấy hứng thú với cái việc mà mình sẽ thử tối ưu hóa con CPU, tối ưu hơn con CPU 12900KS này ấy, thì hãy follow và subscribe nhá. Và cuối cùng thì thực sự cảm ơn các anh em đã xem video này. Và hẹn gặp anh em tại một video sau nhé.